Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Đỗ Mỹ Linh đập tan nghi vấn mang thai cùng con trai Bảo Hiển chỉ bằng một chi tiết. Trước nghi vấn bầu bí, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ có động thái thu hút sự chú ý của netizen. Gây chú ý từ khi bước ra khỏi cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh là cái tên chắc hẳn đã quá quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp cả trong và ngoài nước. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không được ngưỡng mộ bởi sắc vóc ngày càng thăng hạng. Đỗ Mỹ Linh còn khiến dân tình ghen tị không thôi khi sở hữu mối tình đẹp như mơ cùng con trai Bảo Hiển. Hậu kết hôn, cuộc sống thường nhật của hai vợ chồng nàng hậu vẫn luôn nhận được sự chú ý và quan tâm đặc biệt từ đông đảo cộng đồng mạng. Sau nhiều lần vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng cùng ông xã Đỗ Vinh Quang, mới đây nhất Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xả kho loạt ảnh khoe hình thể căng đét trong trang phục được cắt xẻ đầy táo bạo. Kèm theo đó dòng trạng thái nhớ quá của người đẹp thủ đô cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đỗ Mỹ Linh khiến netizen nóng bỏng mắt khi diện trang phục cắt xẻ táo bạo. Là loạt ảnh hiếm hoi nàng hậu mạnh tay diện thiết kế hở bạo kể từ sau khi kết hôn cùng ông xã chủ tịch. Đỗ Mỹ Linh khiến netizen không nỡ rời mắt khi khoe trọn tấm lưng trần thon thả cùng bờ vai gầy mảnh khảnh hút mắt người nhìn. Bên cạnh sắc vóc chuẩn chỉnh, làn da trắng mịn không chút tì vết của người đẹp thủ đô cũng chính là một trong những lý do giúp nàng hậu ghi điểm và nhanh chóng nhận về vô số cơn mưa lời khen từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Đáng chú ý, thân hình mảnh mai cùng vòng eo con kiến không chút mỡ thừa cũng được nàng hậu tinh tế phô bày trước ống kính, khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Dường như ngay lập tức, loạt ảnh trên trở thành tâm điểm chú ý và là chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ. Đỗ Mỹ Linh khoe trọn vòng eo con kiến. Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, liệu rằng đây phải chăng là động thái giúp người đẹp chính ít phủ nhận tin đồn bầu bí trong suốt khoảng thời gian vừa qua? Thực chất khoảnh khắc mà Đỗ Mỹ Linh đăng tải chỉ là loạt ảnh vi vu trời Âu của nàng hậu đã đi cùng ông xã từ trước. Nhiều nguồn tin còn hé lộ, đây chính là chuyến du lịch tận hưởng tuần trăng mật lãng mạn của hai vợ chồng, người đẹp chính ít hậu đám cưới, hoàn toàn không liên quan gì đến thời điểm hiện tại. Vì lẽ đó, việc dâu út Bảo Hiển có thực sự đang mang thai cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang hay không vẫn còn đang là ẩn số, e rằng phải đợi chính chủ tự mình lên tiếng xác nhận. Sau 2 năm hẹn hò đầy lãng mạn, ngày 23 tháng 10 vừa qua, Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã Đỗ Vinh Quang đã chính thức nên duyên vợ chồng khi tổ chức lễ cưới đẹp như mơ dưới sự chúc phúc của gia đình và đông đảo bạn bè thân thiết. Hậu kết hôn, Đỗ Mỹ Linh dần lui về làm hậu phương vững chắc để giúp chồng quán xuyến nhà cửa. Bên cạnh đó, thi thoảng nàng hậu cũng vui vẻ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc khiến netizen không khỏi ngưỡng mộ. Đám cưới đẹp như mơ của Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Vinh Quang. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.